Dạ em chào anh Quốc và xin kính chào tất cả quý khán giả của kênh LTK Bonsai nha. Hôm nay có dịp thì nhờ anh Quốc quay một số cây cảnh của vườn nhà gửi đến tất cả quý cô chú và anh chị. Vườn của em thì là hoa kiển Tường Long ở ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của nhà vườn là 0965443636. Số của Zalo nha cô chú anh chị. Thì vườn của em thì hôm nay có khá nhiều cây như là khế, tùng kim cương, linh sam, mai chú thủy. Bây giờ mình vô cây đầu tiên nè. Cây đầu tiên là khế nha cô chú anh chị. Đây dòng khế Nhật, ghép vào gốc khế chua. Cây hiện tại đang rất là nhiều trái nha cô chú anh chị. Củ đế thì cũng khá đẹp. Hoành ở vị trí này là 33. Chiều cao là 54. Rồi đường kính tán là 65. Rồi cái khế nằm Zalo của chú anh chị mình, cây này là 1,7 triệu em bao ship nha. Những cái dòng khế mà nuôi trong chậu xi măng này thì em bó bầu em gửi cho cô chú anh chị mình nha. Còn trái thì em cũng sẽ cố gắng là em bọc em giữ cho anh chị mình được một vài trái nha, chứ còn trong quá trình ship thì khế nó dễ rụng trái và rụng lá, vàng lá nha cô chú anh chị. Rồi 1,7 triệu bao ship cho cây khế. Rồi tiếp theo mình đến cây thứ hai là cây linh sam, song hình. Này dòng song hình lá rí nha, số 73 nha cô chú anh chị. Cây này thì củ đế tự nhiên nhưng mà cũng khá là đẹp. Linh sam là cây này thẹo là liền sẹo 90% luôn nha cô chú anh chị. Hoành của cây là 13. Chiều cao 22. Rồi đường kính tán là 38. Cây linh sam số 73 này Zalo của chú anh chị mình, cây này là 900 nha, em bao chậu bao ship cho cô chú anh chị. Cây rất là già luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành to liền sẹo. Rồi. Rồi tiếp theo mình đến với tùng kim cương nha cô chú anh chị. Thì tùng kim cương đây là cái dòng tùng kim cương cây ghép nha cô chú anh chị. Gốc gì? Ghép gốc này là gốc tùng lá Hán, hay còn gọi là dạng liên tùng. Thì một cặp cây, hai cây này nằm trong chậu quạt ha. Thì cái hoành nó cũng xem với cỡ cái ngón tay của em thôi nha cô chú anh chị. Nó như cây này thì tổng cái tán này là mình được 40. Rồi cây này nó hai cái, thì cây này thì cái tán đường kính này là 43. 43. Rồi cái này thì cái này là 450k nha, 450.000 một cây. Em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị. Rồi một cặp thì 800. Rồi tiếp theo mình đến cái cây sam núi trái nha cô chú anh chị. Sam núi trái, cây khá là già luôn. Dòng này thì nó nu như cô chú anh chị, nó không có xù nhưng mà nó nu. Hoành là 16. Chiều cao là 35. Rồi đường kính tán này là 46. Cái sam núi trái số 24 này em vô lưu với cô chú anh chị mình, cái này là 1,6 triệu là em bao chậu bao ship nha cô chú anh chị. 1,6 triệu bao chậu bao ship. Cây rất là già mà được đắp rêu rất là chỉnh chu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình đến với lại mai chú thủy kim giòn ha. Thì dòng mai chú thủy kim giòn mini nha cô chú anh chị. Ở đây là có 3 cây ha, cây số 38. Đây cây số 38. Rồi cây khá là già. Tiếp cây số 37. Rồi cây này cây số 77. Nó gần tương tự mình hạ một cây. Rồi. Rồi ok. Hoành của cây 77 này là hoành 10 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 22, đường kính tán là 30. Thì mấy cây này là hoành từ 10 tới 12 nha cô chú anh chị. Cây 38 thì nó nhỏ. Rồi cây như cây 37, 38 thì 450 một cây. Còn cây số 77 này thì 500 nha. Tất cả đều được bao chậu, bao ship nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình đến với Linh Sam này cô chú anh chị. Đây là dòng Linh Sam song hình lá rí nha. Cây cũng rất già và liền thẹo luôn. Cây Linh Sam số 64. Hoành tại vị trí này là 13. Chiều cao 25. Đường kính tán lớn nhất là 41. Cây Linh Sam 64 này Zalo của chú anh chị mình, cây này là 1 triệu nha, em bao chậu bao ship. Cây già và sẹo liền khoảng 95% luôn nha cô chú anh chị. Đối với Linh Sam cây già thì một năm mình chơi được rất là nhiều đợt hoa. Rồi tiếp theo mình đến với cây Nguyệt Quế nha cô chú anh chị. Nguyệt Quế lá sắn hoa chùm nha. Cây Nguyệt Quế số 04, cây rất là già luôn. Rồi hoành là 25. Chiều cao 64. Rồi đường kính tán ngang là 70. Hoành 25, cao 64, đường kính tán lớn nhất là 70. Cây Nguyệt Quế nằm giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này 2,8 triệu em bao chậu bao ship nha. Cây rất là già cây. Rồi tiếp theo mình đến với Sam núi số 07 nha cô chú anh chị. Cái Sam núi số 07, Sam núi nu, cây cũng khá là già. Cây này cái tàn, bộ tàn nó nhỏ nhưng mà rất là duyên. Hoành ở vị trí này là 23 nha cô chú anh chị. Chiều cao 31. Đường kính tán ngang là 30. Cây Sam núi nằm giao lưu với cô chú anh chị mình, cái này là 1,4 triệu nha cô chú anh chị, 1,4 triệu. Sam núi số 07, 1,4 triệu bao chậu bao ship. Và tiếp theo mình đến với lại cây Linh Sam số 90. Linh Sam số 90 này dòng Linh Sam song hình nha cô chú anh chị. Cây rất là già và nát luôn nha. Vàng xương rất là đẹp. Hôm nay thì nó vừa hết hoa nha cô chú anh chị. Đó, anh chị mình quan tâm cây trong clip thì cứ liên hệ với nhà vườn. Em sẽ liên hệ với nhà vườn. Em sẽ quay và em gửi lại cho cô chú anh chị. Cây Linh Sam số 90 này có cái hoành 23. Hoành ngay cái eo là 23. Chiều cao 45. Rồi cái đường kính tán này là 70. Đường kính tán này là 77. Đó, anh chị mình quan tâm cái cây này cứ liên hệ Zalo của nhà vườn là số 0965443636 nha. Em gửi lại cái hình ảnh lúc mà cây nó full hoa, nó nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì giá của cây Linh Sam số 90 này là 3,8 triệu nha. 3,8 triệu là nhà vườn bao chậu bao ship cho cô chú anh chị. Giờ tiếp theo mình đến với sam lúa trái nha cô chú anh chị. Sam lúa trái số 88. Cây cũng khá là già luôn. Rồi. Cái hoành ở vị trí này là 15. Chiều cao 31. Đường kính tán 39. Rồi cây sam lúa trái số 88 này Zalo của chú anh chị mình, cây này 1,5 triệu nha. Già cây lắm luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì nó đang lên xù. Cái này để 2 cây thôi. Cầm cái này nhầm cái. Thì tùng kim cương này thì vườn em rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình mà có nhu cầu mang về, lấy về, ví dụ lấy số nhiều mà về bán lại thì cứ liên hệ nhà vườn nha. Bên em sẽ để giá hợp lý cho cô chú anh chị. Rồi cái hoành của cái cây này á, thì đây là vẫn là tùng kim cương ghép như ở đầu clip nha cô chú anh chị. Thì tùng kim cương ghép vào cái gốc tùng lá hén. Hoành thì nó cũng tương đương tầm cỡ 5 ngón tay mình trong cái lô này, thì từ ngón tay út đến ngón tay cái nha. Rồi như cây này thì cái tán đổ nó được là 53. Bên đây từ đỉnh xuống nó cũng tầm đây 56. Rồi cây số 31 và cây 50 thì cái này là cây số 31 là 500, còn cây số 50 này là 450 nha cô chú anh chị. Là tất cả được bao chậu bao ship hết nha. Rồi đây là linh sam nha cô chú anh chị. Linh sam số 66, cái linh sam lũa. Đây là dòng mà song hình lá rí nha cô chú anh chị, song hình lá rí. Rồi hoành là 23. Chiều cao 42. Đường kính tán 48. Cái linh sam này em giao lưu của chú anh chị mình là 800 bao chậu bao ship nha. Còn nếu anh chị mình không lấy chậu, em trừ cái chậu ra 300 nha. Do chậu này chậu sông Long đắp nổi nó hơi mắc nha anh chị. Cái đây có một cặp ha, nó cũng hao tương đồng nhau nha cô chú anh chị. Đây mai chú thủy kim giòn. Cây số 98 và cây số 33. Rồi hoành của cây mai chú thủy kim giòn số 98, hoành là 16. Chiều cao 36, đường kính tán ngang là 37. Rồi cây số 35 là hoành là 10. Chiều cao 32, đường kính tán ngang là 39. Rồi cái này là 500.000 cây nha cô chú anh chị. Giá đã bao chậu bao ship. Những cây này nhỏ nhưng rất là già cây. Rồi, tiếp theo mình đến sam núi nha cô chú anh chị. Sam núi trái số 62. Hoành là 11. Chiều cao 28. Đường kính tán 42. Cây sam núi số 62 này giao lưu của chú anh chị mình, cây này 950 nha cô chú anh chị. $950 bao chậu bao ship. chưa kịp tỉa lên luôn. Dạ, tiếp theo mình đến với nguyệt quế nha cô chú anh chị. Một em nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha. Cây trực rất là già cây luôn. Nhìn cái nước da là cô chú anh chị mình có thể là thấy được cái độ già của cây nha cô chú anh chị. Hoành là 23. Chiều cao 53. Rồi đường kính tán này là 72. Rồi cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây nguyệt số 19 này là 1,9 triệu nha, bao chậu bao ship cho cô chú anh chị. Tiếp theo mình đến với mai chú thủy kim giòn của chú anh chị, cây số 47. Hoành là 16. Chiều cao 29. Đường kính tán là 45. Chú thủy kim giòn này giao lưu của chú anh chị mình, cây này 500 nha, bao chậu bao ship. Tới cây đó tùng kim cương mini nha. Hôm nay thì vườn nhà em là khá nhiều về cái tùng kim cương mini nha cô chú anh chị. Đây mặt tiền bên đây. Kiếm khác thì khỏi tùng kim cương nữa, lên nhiều lắm mà. Nhiều lắm nha cô chú anh chị, thì cô chú anh chị mình xem đi, rồi có ưng cây nào thì cứ quan tâm thì cứ liên hệ với Zalo số 0965443636 đó, em sẽ gửi tiếp cho anh em mình xem. Rồi cây số 95. Cao từ mặt chậu lên là 19. Cái đường kính tán lớn nhất này là 32. Cây này số 85. Chiều cao 21. Cái đường kính tán ngang là 36. Còn hoành thì tầm cỡ 5 ngón tay trở lại anh chị, lớn lớn. Nó từ dao động từ ngón tay út lên ngón tay cái ha. Rồi giá cây này là 400 một cây, bao chậu bao ship. Đây cây này tùng kim cương này số 33. Rồi. Chiều cao của cây tùng này là 21. Cái đường kính này là 48. Cây 33 này giao lưu của chú anh chị mình, cây này giá là 500 nha cô chú anh chị, 500 em bao chậu bao ship. Tạm ngưng. Giờ rồi tiếp theo mình đến với nguyệt quế nha cô chú anh chị, nguyệt quế lá xoắn hoa chùm nha, cây số 52. Đây, để em quay một vòng cô chú anh chị mình xem nha. Mấy cây này nó nhỏ nhưng rất là già nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc là 23. 23, chiều cao 53. Đường kính tán ngang 60. Rồi cây nguyệt quế số 52 này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cây này cũng 1,9 triệu nha, là em bao chậu bao ship nha cô chú anh chị. Lá sắn hoa chùm nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mình đến với mai chú thủy nha cô chú anh chị, mai chú thủy số 82 nha. Đây là dòng mai chú thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Da đen lá lớn. Cây thì liền lạc nha, còn cái mặt cắt thì sẹo đang cuốn rất là mạnh nha cô chú anh chị. Rồi hoành gốc của cây là 43. Ông ba chiều cao 73. Đường kính tán của cây là 82. 43, 73, 82. Ừ. 82. Rồi cây chú Thủy này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này 3,8 triệu nha cô chú anh chị. Số 82 3,8 triệu. Cây thì tay cành tàn tán rồi phân bố rất là ok. Cốt cành thì cũng khá là to nha cô chú anh chị. Cây liền lạc không có bị bể trái gì hết nha. Mà cắt thì đang cuốn rất là mạnh. 3,8 triệu cho em Chiếu Thị số 82. Rồi. 3,8 triệu anh. Nãy em có báo giá rồi. Tiếp theo mình đến với cây tùng kim cương nha cô chú anh chị. Thì cây tùng kim cương này là cây ghép nha cô chú anh chị, không phải cây riêng nhưng mà rất là già cây rồi nha. Cái gốc ghép cũng rất là già và cái chỗ chồi ghép thì nó đã liền cốt hết nha anh chị. Rồi, cây tùng kim cương này có thông số như sau. Cái hoành ở vị trí này là 17 nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ này là 36. Chiều cao của nó là 73. Cái đường kính tán lớn nhất này là 1,02 m. 1,02 m. Cốt cành to, phân bổ rất là đều nha cô chú anh chị. Cái tùng này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này 8,6 triệu là em bao chậu bao ship nha cô chú anh chị. 8,6 triệu bao chậu bao ship cho cây tùng kim cương trên màn hình. Cây già cũ đế đẹp, chân cành đều to. Thôi nghỉ đi, quên đi. Giờ tiếp theo mình đến với khế nha các anh chị. Khế Nhật siêu trái nha, số 20. Đây, cây củ đế đẹp và rất là nhiều trái đó nha cô chú anh chị. Đây là khế Nhật mình ghép vào cái gốc khế chua ha. Đây, cây khế này hoành là 32. Chiều cao là 53. Rồi đường kính tán này là 70. Cái khế này em giao lưu với cô chú anh chị mình. Cây này là 1,6 triệu nha. Do cái thân này nó bị hơi bị cháy chút xíu nhưng mà da thì đang cuốn rất là mạnh. Dạ, đúng mình đây. Đây với đây tí xíu rồi. Em tính giá anh em mình là 1,6 triệu. Là em bao ship nha cô chú anh chị. Thì cái khế này ở vườn em hiện tại còn khá là nhiều cây của chú anh chị và hiện tại cũng đang trái rất là nhiều vậy nè. Thì trong clip này em chỉ quay tượng trưng là vài cây thôi, rồi anh chị mình quan tâm thì cứ liên hệ với Zalo số 0965443636 để em gửi tiếp. Ha, em gửi tiếp cây cho anh chị em mình tham khảo lựa chọn nha. Rồi 1,6 triệu cho cây khế trên màn hình, khế số 20. Rồi tiếp theo mình đến với khế gân nha cô chú anh chị. Một cây khế gân già. Già nu cục. Và hiện tại trái rất là nhiều luôn. Cây này khế gân riêng nha, không có ghép gì hết nha cô chú anh chị. Rồi cái hoành ở vị trí này là 38. chiều cao 1m04, đường kính tán này là 88, hoành 38, cao 1m04, đường kính tán ngang 88. Thì cây khế gân này em giao lưu của chú anh chị mình, cái này 3,2 triệu nha, em bao ship. Còn chậu thì chậu xi măng nha, nếu anh chị mình không lấy chậu thì em sẽ bó bầu kỹ lưỡng rồi em đóng khung gỗ em gửi cho anh chị em mình. 3,2 triệu bao ship luôn. Cây này tiền ship với tiền khung cũng rất là nhiều nha anh chị. Hiện tại trên cây bây giờ là không dưới 40 trái khế đâu. Quá thật trái này. Thì khế trong quá trình mà mình ship đi xa thì nó hay bị vàng lá, rụng lá với lại nó rụng trái nha cô chú anh chị. Tới nơi thì anh chị mình cho vào chậu, anh chị mình tưới dương rễ từ từ cây nó sẽ phục hồi nha. Cây này cực già luôn. Dạ rồi, tiếp theo mình đến với cây tùng nha cô chú anh chị. Đây là tùng La Hán hay còn gọi là dạng niên tùng ha. Cây tùng số 79, một cây tùng thác đổ nằm trong cái chậu gốm rất là xịn sò luôn. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Cây có thông số như sau. Đây, hoành nó tại vị trí này là 38 nha cô chú anh chị, 38. Rồi, chiều cao từ cái mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 60 và đây cái tán đổ từ đỉnh ngọn đi xuống đến cuối là nó 1,5 m của anh chị, hết thuốc dây ha. Cái chậu ngang bự nhất. Rồi cái chậu ngang này bự nhất là 90 như của anh chị. Nếu full hết cái này luôn chắc khoảng một thước 8 hơn. Từ cái đỉnh mình đi qua tới hết cây là 1m8 hơn. Đó. Dạ Tùng La Hán cây riêng uống sữa từ nhỏ. Thì cây này ở phần gốc nó có hai cái sẹo nhỏ thôi, còn tất cả là liền sẹo hết. Tay chia cốt cành rồi làm kỹ của chúng chị. Củ đế rất là đẹp luôn. Nó chỉ trên cái gốc thì có cái sẹo nhỏ ở đây nhưng mà đang cuốn rất là mạnh nha. Khoảng thời gian nữa nó có thể là chắc chắn là cuốn bít luôn. Ở phía sau này với hai cái sẹo nhỏ này thôi. Cây rất là già cây. Rồi ok. Đây là 13. Hoành là 38, cốt này là 13. Rồi cây tùng số 79 này thì em xin giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị mình. Cây này là 36 triệu nha, em bao chậu bao ship. Thì cây này kích thước khá là to cho nên cái chi phí nó cũng nhiều nha cô chú anh chị. Nếu như mà cô chú anh chị mình có dịp đến tận vườn thì giá nó sẽ ưu đãi hơn nhiều nha. Rồi. Rồi tiếp theo mình đến với cây gừa bông hay gọi cây si bông nha cô chú anh chị. Cây này thì nó rất là già luôn. Và một cây tông cao, cây có kích thước như sau. Và cái hoành tổng cái vị trí này là 90 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ đỉnh ngọn xuống tới mặt đất 1m36. Rồi đường kính tán ngang này là 124. Rồi. Cái chiều cao thoát thân của cái cụm rễ là 70. 70. Thì trên cái dĩa này là có hai cây da Nhật, cây riêng rất là già luôn. Nó gừa bông nhưng mà nó vẫn có trái như của chú anh chị. Đây ở phía dưới là mình có phối hai cây này, nếu mà anh chị mình thích mua lẻ là mình vẫn lấy, mình vẫn bứng ra bán lẻ ha. Còn nguyên cái combo này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu nha. 7 triệu thì em bao ship cho anh chị mình luôn. Còn anh chị mình đến tại vườn thì giá nó sẽ ưu đãi nha, do cái cây này kích thước nó quá lớn nha anh chị. Yeah. Hai cây da Nhật. Vậy rồi, em cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem clip của nhà vườn em nha. Thì trong quá trình xem clip của chú anh chị mình có ưng cây nào thì chụp ảnh màn hình rồi gửi qua Zalo. Thì nhà vườn em sẽ quay chi tiết cụ thể cái cây mà cô chú anh chị mình quan tâm gửi lại cho anh chị mình xem lại lần nữa. Ưng ý hợp nhãn thì ủng hộ giúp nhà vườn. Xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha, thành công và an lành, hạnh phúc trong cuộc sống.